Dokodo 21 quy tắc cho cuộc sống của Miyamoto Musashi. Xin chào quý vị và các bạn yêu thích triết học đã trở lại với kênh Read Books App, đọc sách mỗi ngày. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một tác phẩm đầy bí ẩn và tinh túy của lịch sử, Dokodo 21 quy tắc cho cuộc sống của Miyamoto Musashi. Một tuần trước, ông đã tập hợp bạn bè và gia đình, nói lời tạm biệt và cho đi tài sản của mình. Ông trao cho học trò thân cận nhất của mình hai tác phẩm viết, cuốn sách Ngũ Luân Thư nổi tiếng của ông và một cuốn cuộn ít được biết đến hơn mà ông viết chỉ vài ngày trước, đó là Dokodo. Dokodo Con Đường Đi Một Mình là một văn bản bí ẩn, xúc tích nhưng cũng rất sâu sắc, cô đọng triết lý và cách sống của Musashi thành 21 điều răn. Kỳ diệu thay, bản thảo gốc vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay và nó vẫn còn giá trị như cách đây 4 thế kỷ. Musashi là một người cô độc, đã dành cả cuộc đời mình để nghiên cứu về kiếm thuật, chiến lược, triết học và Phật giáo. Ông là một trinh, một samurai lang thang đã đi xa và rộng để rèn giũa kỹ năng của mình và thử thách bản thân trong các trận đấu tay đôi với các chiến binh khác. Musashi trở nên nổi tiếng với kỹ thuật kiếm hai lưỡi độc đáo của mình và thành tích bất bại không thể tin được trong 61 trận đấu. Ông là người có kỷ luật, khiêm tốn và suy ngẫm trong việc theo đuổi sự tinh thông, thứ mà bản thân nó đã trở thành phương tiện để tự chủ. Do đó, Dokodo có thể được hiểu là một cuốn sách hướng dẫn về sự khiêm tốn, tự kỷ luật, khổ hạnh và phát triển cá nhân, và một bài bình luận ban đầu về tâm lý của sự tinh thông và hiệu suất tối ưu. Trước khi đi vào 21 quy tắc, chúng ta hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa của từ đạo mà Musashi nhắc đến trong một nghĩa tổng quát. Khái niệm này khá phức tạp, nhưng về cơ bản nó có nghĩa là con đường, lộ trình, học thuyết hoặc nguyên tắc. Cụ thể hơn, đạo là một thuật ngữ dùng để chỉ nguyên tắc cơ bản của một hệ thống tư tưởng hoặc niềm tin, một nghệ thuật hoặc một kỹ năng. Nó cũng được sử dụng theo nghĩa mở rộng để chỉ một hệ thống tư tưởng hoặc niềm tin trong tổng thể hoặc toàn bộ hệ thống nguyên tắc và kỹ năng tạo nên một nghệ thuật. Theo nghĩa thứ hai này, nó được sử dụng ở Nhật Bản như một phần tên của một số kỹ năng truyền thống hoặc quy tắc ứng xử, chẳng hạn như võ sĩ đạo Bushido, kiếm đạo Kendo, hay thậm chí là trà đạo Sado. Trong cuốn Ngũ Luân Thư, Musashi đã từng nói nếu bạn biết đạo rộng rãi, bạn sẽ thấy nó trong mọi thứ. Hiểu được các nguyên tắc của sự xuất sắc trong một lĩnh vực sẽ giúp bạn hiểu và phát huy những lĩnh vực khác. Điều này giúp giải thích lý do Musashi, một kiếm sĩ và nhà chiến lược bậc thầy, đã trở thành một nghệ sĩ, nhà điêu khắc, nhà thư pháp, triết gia, nhà văn và nhà giáo được kính trọng. 1. Đừng chống lại cách của thế giới. Một số thứ không thể thay đổi, cách của thế giới, bản chất con người, quá khứ. Hãy chấp nhận mọi thứ như hiện tại. Đừng chìm đắm hay trở nên quá tải với những thứ bạn không thể kiểm soát. Tập trung vào những gì nằm trong tầm ảnh hưởng của bạn. Tokitu giải thích rằng ý tưởng này, giống như nhiều ý tưởng khác trong Dokodo, thuộc về truyền thống của Phật giáo. Theo Imai Masaki, chưởng môn thứ 10 của trường kiếm đạo của Musashi, đau khổ và gian khổ là một phần của cuộc sống. Người ta nên tự do và sẵn sàng chấp nhận sự thật này của bản chất con người. Đừng tìm kiếm một cuộc sống dễ dàng, vì không có thứ như vậy. 2. Đừng tìm kiếm khoái lạc cho chính nó. Một cuộc sống tự kỷ luật đòi hỏi bạn phải theo đuổi những gì có ý nghĩa và hữu ích, thường là phải hy sinh những gì mang lại khoái lạc hoặc thuận tiện. Đối với Musashi, hạnh phúc không phải là một mục tiêu cuối cùng đáng để theo đuổi. Nó là thoáng qua, và chỉ đơn giản là một sản phẩm phụ của việc theo đuổi ý nghĩa, sự phát triển và thành thạo. Như Tokitu giải thích, việc từ bỏ khoái lạc đối với Musashi là một điều kiện cơ bản để đạt được điều cần thiết. Trong điều này, ông đang đi theo con đường đã được theo đuổi bởi các nhà thực hành võ thuật vĩ đại khác. Khổ hạnh như vậy có liên quan đến quan điểm về cuộc sống coi những khía cạnh dễ chịu của hiện hữu như che khuất chiều sâu của nó, vốn nặng nề và khó khăn. Musashi tìm cách tránh bị giam giữ ở mức độ khoái lạc, điều này chỉ khiến ông phân tâm khỏi điều cần thiết. Một lần nữa, Tokitu chỉ ra rằng quan niệm như vậy về cuộc sống bắt nguồn từ tư tưởng Phật giáo cũng như các quan niệm cổ xưa của Nhật Bản về tự nhiên và thế giới,
hai chủ đề phổ biến xuyên suốt văn bản này và tất cả các tác phẩm của Musashi. 3. Đừng bao giờ dựa vào cảm giác phiến diện trong bất cứ trường hợp nào. Quy tắc này liên quan đến ý tưởng của Hayoshin, được sử dụng thường xuyên trong bối cảnh võ thuật, có nghĩa là hiện diện của tâm trí. Giữ một cái nhìn sáng suốt về hoàn cảnh của bạn, tránh thành kiến và những quan niệm sai lầm, và thực hành quyết đoán. Hãy học cách tin tưởng vào trực giác của bạn. Khi chỉ dựa vào một cảm giác phiến diện, trực giác của bạn, thường được gọi là bộ não thứ hai, sẽ chỉ ra rằng có điều gì đó không ổn. Sau đó, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào quan điểm của Musashi về sự phù hợp, tự tin và tự lực quy tắc 15. Hayoshin là một trạng thái tinh thần của sự bình tĩnh, tập trung và tỉnh táo. Nó là điều cần thiết để có thể phản ứng một cách nhanh chóng và hiệu quả trong những tình huống nguy hiểm hoặc bất ngờ. Khi bạn ở trong trạng thái Hayoshin, bạn có thể đánh giá một tình huống một cách khách quan và đưa ra quyết định sáng suốt. Bạn cũng có thể tin tưởng vào bản năng của mình và hành động ngay cả khi bạn không có tất cả thông tin. Quy tắc 3 của Dokodo khuyến khích chúng ta phát triển Hayoshin và tránh dựa vào cảm giác phiến diện. Cảm giác phiến diện là một loại cảm giác dựa trên một phần thông tin hoặc một quan điểm hẹp. Nó có thể dẫn đến những quyết định sai lầm và hành động thiếu suy nghĩ. Khi chúng ta học cách tin tưởng vào trực giác của mình và phát triển Hayoshin, chúng ta có thể trở thành những người có quyết đoán hơn, sáng suốt hơn và ít bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Chúng ta có thể đưa ra quyết định tốt hơn và hành động một cách hiệu quả hơn trong những tình huống khó khăn. 4. Hãy nghĩ nhẹ về bản thân và suy nghĩ sâu sắc về thế giới. Câu châm ngôn đẹp đẽ này nhắc nhở chúng ta về xu hướng quá đổi con người là xem mình là trung tâm của vũ trụ. Đây là một bài tập về sự khiêm tốn. Tokito giải thích rằng Musashi đang mời chúng ta suy ngẫm về sự nhỏ bé của chính mình, một khái niệm Phật giáo dứt khoát, liên quan đến sức mạnh của tự nhiên, sự bao la của thế giới và bản chất luôn thay đổi, không thể đoán trước của thực tại. Duy trì ý thức nhẹ nhàng về bản thân sẽ tạo điều kiện cho việc phán đoán, thích ứng và phát triển tốt hơn, và có thể là một liều thuốc giải độc cho sự thất vọng và đau đớn. Đây là một lời khuyên thực tế và sâu sắc. Khi chúng ta nghĩ nhẹ về bản thân, chúng ta có thể tránh được những ảo tưởng về bản thân và trở nên khiêm tốn hơn. Chúng ta cũng có thể nhìn xa hơn bản thân và thế giới quan hẹp của mình để có được một cái nhìn toàn diện hơn về thực tại. Khi chúng ta suy nghĩ sâu sắc về thế giới, chúng ta có thể phát triển một sự hiểu biết sâu sắc về cách thức hoạt động của thế giới và vị trí của chúng ta trong đó. Chúng ta cũng có thể phát triển một ý thức về trách nhiệm đối với thế giới và cộng đồng của chúng ta. Tóm lại, quy tắc 4 của Dokodo dạy chúng ta tầm quan trọng của sự khiêm tốn và tầm nhìn xa. Khi chúng ta thực hành những phẩm chất này, chúng ta có thể trở thành những người tốt hơn và có ảnh hưởng hơn trong thế giới. 5. Hãy buông bỏ dục vọng trong suốt cuộc đời của bạn. Machida cho rằng con người bị thúc đẩy bởi nhiều ham muốn khác nhau. Chúng thúc đẩy chúng ta hành động, nhưng tất cả đều quá dễ khiến chúng ta lạc lối. Tokito nói rằng điều này bao gồm mong muốn được người khác coi trọng, mong muốn ích kỷ về sự giàu có vật chất và mong muốn vượt qua người khác và hoặc đánh bại họ. Đây là một quan điểm khác lấy cảm hứng từ Phật giáo và báo trước nhiều quy tắc sau này của Musashi. Mặc dù không thể từ bỏ hoàn toàn mong muốn của bạn, nhưng thực hành buông bỏ có thể giúp chúng ta duy trì sự hiện diện của tâm trí hoặc Hayoshin xem quy tắc 3 để tập trung vào những gì thực sự quan trọng. Điều này có nghĩa là chúng ta nên cố gắng không bị ràng buộc bởi ham muốn của mình. Chúng ta nên học cách chấp nhận những gì chúng ta có và không quá bận tâm đến những thứ chúng ta không có. Chúng ta cũng nên học cách kiểm soát ham muốn của mình và không để chúng chi phối cuộc sống của chúng ta. Khi chúng ta buông bỏ ham muốn, chúng ta có thể trở nên tự do hơn và sáng suốt hơn. Chúng ta có thể tập trung vào những gì thực sự quan trọng và không bị phân tâm bởi những thứ tầm thường. Chúng ta cũng có thể trở nên ít bị tổn thương hơn bởi những thất bại và trở ngại. Tóm lại, quy tắc 5 của Dokodo dạy chúng ta tầm quan trọng của sự tách rời khỏi ham muốn. Khi chúng ta thực hành điều này, chúng ta có thể trở thành những người hạnh phúc và thành đạt hơn. 6. Đừng hối tiếc về những việc đã qua của bạn. Sai lầm thì đau lòng, nhưng không đau bằng không hành động hoặc bỏ lỡ cơ hội.
không ai là hoàn hảo và bạn không thể thay đổi quá khứ xem quy tắc một. Hãy thoát khỏi xiềng xích của sự hối tiếc và học hỏi từ mọi sai lầm. Điều này rất quan trọng đối với Musashi, một học giả võ thuật suốt đời. Trong kiếm thuật và các môn thể thao chiến đấu, một người tập luyện phải liên tục đối mặt với thất bại dưới hình thức đau đớn, khiêm tốn nhất. Thành công của họ dựa trên khả năng học hỏi từ nó và tiếp tục. Nói rộng ra, sai lầm là một phần của cuộc sống và những bài học đó là một phần của bạn. Mọi thứ không xảy ra với bạn, chúng xảy ra cho bạn. Bạn chỉ cần đào sâu qua sự khó chịu để tìm ra bài học cơ bản. Một cách đáng tin cậy để giải thoát bản thân khỏi hối tiếc là nhìn lại một hành động mà bạn trải nghiệm là đáng xấu hổ, đáng tiếc hoặc xấu hổ, tự hứa với mình rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa và lập kế hoạch để đảm bảo điều đó. Việc Musashi viết điều này trên giường bệnh của mình càng khiến nó thêm phần sâu sắc. 7. Đừng bao giờ ghen tị với người khác, dù tốt hay xấu. Ghen tị, giống như hối tiếc, thường độc hại. Như người ta nói, so sánh là kẻ đánh cắp niềm vui, và chúng ta thường rơi vào cạm bẫy so sánh hậu trường của mình với đoạn phim tổng hợp của người khác. Mặc dù Musashi khuyên bạn không nên sử dụng người khác chỉ là cơ sở để so sánh, nhưng có giá trị to lớn trong cái mà các nhà tâm lý học gọi là học tập xã hội. Chúng ta đã khám phá cách quan sát và mô hình hóa những người khác có thể so sánh được là một công cụ hữu ích để thúc đẩy tinh thần tự tin tích cực. Theo nhà tâm lý học Albert Bandura, một mặt, điều này hoạt động vì tư liệu so sánh xã hội có thể mở hoặc đóng tâm trí bạn đối với những gì có thể. Nhận thức của bạn về khả năng và hiệu quả của bản thân bị ảnh hưởng đáng kể khi xem những người khác có thể so sánh thành công hoặc thất bại. Chúng ta cũng có thể học hỏi gián tiếp thông qua bạn bè và người cố vấn, bắt chước hành động của họ và điều chỉnh chúng cho phù hợp với bộ công cụ của mình. Vì vậy, trong khi chúng ta không nên ghen tị với người khác, chúng ta có thể sử dụng họ như một nguồn động lực để học hỏi và phát triển bản thân. Chúng ta có thể quan sát những người khác có thành tích cao và học hỏi từ những gì họ đã làm để đạt được thành công. Chúng ta cũng có thể tìm kiếm những người cố vấn có thể giúp chúng ta phát triển các kỹ năng và kiến thức cần thiết để đạt được mục tiêu của mình. Khi chúng ta ngừng ghen tị với người khác và bắt đầu tập trung vào việc phát triển bản thân, chúng ta sẽ có nhiều khả năng đạt được thành công và hạnh phúc hơn. 8. Đừng bao giờ để mình bị buồn phiền bởi một sự chia ly. Quy tắc này có nhiều ý nghĩa đối với Musashi. Ông đã dành phần lớn cuộc đời của mình đi khắp nơi, rèn luyện kiếm thuật của mình chống lại kẻ thù ở khắp mọi nơi, khiến việc xây dựng những mối quan hệ bền chặt với người khác trở nên khó khăn. Ông thực hành thiền tông, như Tokitu giải thích, dạy rằng sự chia ly là một ảo tưởng, một sai lầm tinh thần của việc nhầm lẫn cái tạm thời với cái bất biến. Và theo Bennett, quy tắc này là một ám chỉ rõ ràng về cái chết từ một người đàn ông trong những giờ phút cuối cùng của mình. Musashi hiểu rằng ông sẽ sớm phải chịu đựng một sự chia ly lớn và cuối cùng. Vì nhiều Phật tử thực hành thiền định Marasati, sử dụng các kỹ thuật quán tưởng và chiêm nghiệm để thiền định về bản chất của cái chết, nên các nhà khắc kỷ cũng quan sát cụm từ Memento Mori, hãy nhớ đến cái chết. Như tác giả Ryan Holiday giải thích, việc suy ngẫm về cái chết không nhằm mục đích làm bạn nản lòng, mà thay vào đó nó hoạt động như một công cụ để tạo ra ưu tiên và ý nghĩa. Cuối cùng, Bushido, bộ luật võ sĩ đạo của Samurai, về cơ bản được cho là con đường của sự chết, hoặc sống với sự quen thuộc sâu sắc với cái chết, như được ghi lại trong Hagaka. Đây là một hình thức khác của việc thực hành buông bỏ xem quy tắc 5. Mặc dù đau buồn là một cảm xúc bình thường của con người, nhưng hãy hiểu và chấp nhận rằng tất cả mọi thứ, mọi sự kiện, mối quan hệ và thậm chí cả cuộc sống đều có kết thúc. Điều này cho phép bạn ưu tiên, duy trì hiện diện, đánh giá cao mọi thứ một cách trọn vẹn hơn và sống với một cảm giác cấp bách. Đây là một lời khuyên thực tế và sâu sắc. Khi chúng ta chấp nhận rằng mọi thứ đều có kết thúc, chúng ta có thể bắt đầu sống cuộc sống của mình một cách trọn vẹn hơn. Chúng ta có thể ngừng lo lắng về những gì chúng ta có thể mất và bắt đầu tận hưởng những gì chúng ta có. Chúng ta cũng có thể bắt đầu sống với một cảm giác cấp bách, biết rằng mỗi ngày là một ngày quý giá. Tóm lại, quy tắc 8 của Dokodo dạy chúng ta tầm quan trọng của việc chấp nhận sự thay đổi và sống trọn vẹn từng ngày. Khi chúng ta thực hành điều này,
chúng ta có thể trở thành những người hạnh phúc và thành đạt hơn. 9. Đừng mang theo oán giận đối với bản thân hoặc người khác. Mark Twain từng nói sự tức giận là một loại axit có thể gây hại nhiều hơn cho vật chứa nó hơn là bất cứ thứ gì nó được đổ vào. Và oán giận, ác ý và tức giận che mờ phán đoán của bạn, cản trở sự minh mẫn và hiện diện của tâm trí xem quy tắc 3. Giống như ghen tị và hối tiếc, xu hướng mang theo oán giận sẽ cản trở việc theo đuổi con đường của bạn. Một mối hận thù có ích gì cho một người đang ở trên giường bệnh? Tha thứ là giải phóng bản thân khỏi một dạng bám víu không cần thiết, tức là bám lấy một vết thương quá khứ và tiếp tục hành trình của bạn mà không bị gánh nặng. Đây là một lời khuyên thực tế và sâu sắc. Khi chúng ta tha thứ cho người khác, chúng ta không chỉ giải phóng họ khỏi sự trừng phạt của chúng ta, mà còn giải phóng chính mình khỏi gánh nặng của oán giận và đau khổ. Chúng ta cũng có thể bắt đầu nhìn nhận người khác một cách khách quan hơn và hiểu được động cơ của họ. Tóm lại, quy tắc chính của Dokodo dạy chúng ta tầm quan trọng của việc tha thứ và buông bỏ oán giận. Khi chúng ta thực hành điều này, chúng ta có thể trở thành những người hạnh phúc và thành đạt hơn. 10. Tránh xa con đường của sự bám chấp. Mahatma Gandhi về cơ bản là đối lập với Musashi về mọi mặt, ngoại trừ một điều. Họ là những người theo chủ nghĩa hiện thực đích thực, cả hai đều thực hành vô vi để đạt được sự minh mẫn và hiện diện cần thiết để theo đuổi một sứ mệnh cao cả hơn. Gandhi sống cuộc đời của một hành khất nghèo và khi qua đời, ông sở hữu ít hơn 10 món đồ. Tương tự, Musashi đã chống lại xu hướng quá đổi con người là bám chấp dưới mọi hình thức, sự bám chấp vào tình yêu, xa hoa, món ngon, của cải, hận thù, bản ngã, mê tín và thậm chí cả công cụ của nghề nghiệp của mình. Đối với quy tắc cụ thể này, các bản dịch khác nhau, với một số người cho rằng Musashi đang đề cập đến tình yêu và những người khác mô tả trọng tâm là lan tỏa hơn. Nhưng tình yêu và đam mê, giống như tất cả các hình thức bám chấp, đều là những ham muốn có thể khiến bạn phân tâm hoặc dẫn đến sai lầm xem quy tắc 5. Đối với Musashi, sự bám chấp là sự nuông chiều, và sự nuông chiều dẫn đến sự lơ đãng và phân tâm. Chủ đề này trải dài trong nhiều quy tắc của ông. Hiểu rằng tất cả mọi thứ, vật thể, cảm xúc, mối quan hệ, thậm chí cả cuộc sống, đều có một kết thúc. Hãy thực hành buông bỏ và theo đuổi sự hiện diện của tâm trí trong việc theo đuổi sự thành thạo, một mục đích cao cả và con đường. Đây là một lời khuyên thực tế và sâu sắc. Khi chúng ta hiểu rằng mọi thứ đều có kết thúc, chúng ta có thể bắt đầu sống cuộc sống của mình một cách trọn vẹn hơn. Chúng ta có thể ngừng lo lắng về những gì chúng ta có thể mất và bắt đầu tận hưởng những gì chúng ta có. Chúng ta cũng có thể bắt đầu sống với một cảm giác cấp bách, biết rằng mỗi ngày là một ngày quý giá. Tóm lại, quy tắc 10 của Dokodo dạy chúng ta tầm quan trọng của việc thực hành vô vi và tránh xa sự bám chấp. Khi chúng ta thực hành điều này, chúng ta có thể trở thành những người hạnh phúc và thành đạt. 11. Trong mọi thứ, đừng có bất kỳ sở thích nào. Đây là một giới luật bí ẩn khác nhau giữa các bản dịch. Machida chỉ ra rằng vào cuối thế kỷ 16, nhiều con đường nghệ thuật đã tìm cách phản ánh một cảm giác đẹp để không thể thay thế trong những thứ tầm thường hàng ngày, như con đường của hương, hoa hoặc trà. Mặc dù tất cả mọi thứ đều có vẻ đẹp, câu chuyện và ý nghĩa riêng của chúng, nhưng quá thường xuyên những con đường này trở nên siêu hình và trừu tượng, và vẻ đẹp hoặc nghi lễ được coi trọng hơn chính thứ đó. Musashi, một người thực tế, đã thấy xu hướng này và muốn vẽ một đường. Đừng bị phân tâm bởi sự phô trương, hào nhoáng và xa hoa. Nhiều bậc thầy trong các ngành nghề của họ đã vươn lên từ những khởi đầu khiêm tốn. Từ những hạt giống của nghịch cảnh và vô danh họ vun đắp sự kiên trì và thành công nhờ nó. Hãy tập trung, kỷ luật và buông bỏ. Một số thứ có giá trị nhất trong quá trình theo đuổi sự xuất sắc của bạn sẽ không đẹp đẽ, nhưng chúng sẽ hữu ích. Theo đuổi thành tích tối ưu như một phương tiện để phát triển bản thân, không phải vì vẻ hào nhoáng và sự chú ý. Đây là một lời khuyên thực tế và sâu sắc. Khi chúng ta không bị phân tâm bởi những thứ hào nhoáng và xa hoa, chúng ta có thể tập trung vào những gì thực sự quan trọng. Chúng ta cũng có thể phát triển sự kiên trì và khả năng chịu đựng, những phẩm chất cần thiết để đạt được thành công. Tóm lại,
quy tắc 11 của Dokudo dạy chúng ta tầm quan trọng của việc tập trung vào những gì thực sự quan trọng và tránh bị phân tâm bởi những thứ hào nhoáng và xa hoa. Khi chúng ta thực hành điều này, chúng ta có thể trở thành những người hạnh phúc và thành đạt hơn. 12. Đừng có xa hoa trong nhà của bạn. Việc chi tiêu quá mức hoặc mua sắm xa hoa có thể là một sự phân tâm lớn và trở ngại cho việc theo đuổi một cuộc sống tốt hơn của bạn. Và như đã được đề cập trong quy tắc 11, xa hoa và vẻ đẹp không nên là một mục tiêu tự thân. Như được thể hiện bởi sự phổ biến ngày càng tăng của chủ nghĩa tối giản, mọi người đang phát hiện ra rằng sự bám chấp vào của cải thế gian và đồ đạc có thể gây hại nhiều hơn lợi. Cảm giác hài lòng của bạn không nên đến từ những thứ bạn tích lũy. Trong bài thơ Hãy để nó bao trùm bạn, Charles Bukowski nhận xét rằng một cuộc sống của sự hào nhoáng, so sánh và những thú vui thoáng qua có thể khiến bạn mệt mỏi. Bukowski nhấn mạnh rằng một cuộc sống đơn giản và không xa hoa có thể mang lại nhiều niềm vui hơn một cuộc sống đầy vật chất. Khi bạn có ít thứ hơn, bạn có nhiều thời gian và năng lượng hơn để tận hưởng những thứ thực sự quan trọng trong cuộc sống, như gia đình, bạn bè và trải nghiệm mới. Tóm lại, quy tắc 12 của Dokudo dạy chúng ta tầm quan trọng của việc sống một cuộc sống đơn giản và không xa hoa. Khi chúng ta thực hành điều này, chúng ta có thể trở thành những người hạnh phúc và thành đạt hơn. 13. Không theo đuổi món ngon cho bản thân. Cũng giống như Musashi từ bỏ những thứ xa hoa trong nhà của mình, ông không theo đuổi những món ăn tinh tế và những thứ xa xỉ khác, một nguyên tắc khổ hạnh khác. Quy tắc này dạy chúng ta rằng chúng ta không nên quá coi trọng vật chất hoặc sự xa hoa. Thay vào đó, chúng ta nên tập trung vào những điều thực sự quan trọng trong cuộc sống, chẳng hạn như gia đình, bạn bè và sức khỏe của chúng ta. Khi chúng ta không quá coi trọng vật chất, chúng ta có thể sống một cuộc sống đơn giản và hạnh phúc hơn. Chúng ta cũng có thể tập trung nhiều hơn vào những điều quan trọng trong cuộc sống và ít bị phân tâm bởi những thứ không cần thiết. 14. Đừng giữ của cải mà bạn không cần nữa. Như đã được đề cập trong các quy tắc trước đó, Musashi thấy việc theo đuổi một ngôi nhà sang trọng, đồ ăn ngon và những thứ xa xỉ là một điều sao lãng. Ở đây, Bennett chỉ ra rằng Musashi có thể đang đề cập cụ thể đến gia phả và những thứ mang tính biểu tượng khác. Musashi có một sự đánh giá cao về tính hữu dụng của một thứ, nhưng đã chia tay nó khi nó không còn hữu ích cho anh ta nữa. Thật phù hợp, trong những ngày cuối cùng của mình, nhà thơ chiến binh đã tặng cho bạn bè và học trò những thứ cuối cùng của mình. Quy tắc này dạy chúng ta rằng chúng ta không nên quá bám vào vật chất. Thay vào đó, chúng ta nên tập trung vào những điều thực sự quan trọng trong cuộc sống, chẳng hạn như gia đình, bạn bè và sức khỏe của chúng ta. Khi chúng ta không quá bám vào vật chất, chúng ta có thể sống một cuộc sống đơn giản và hạnh phúc hơn. Chúng ta cũng có thể tập trung nhiều hơn vào những điều quan trọng trong cuộc sống và ít bị phân tâm bởi những thứ không cần thiết. Điều quan trọng cần lưu ý là quy tắc này không đề cập đến việc vứt bỏ những thứ có giá trị hoặc ý nghĩa đối với bạn. Thay vào đó, nó nói về việc không bám vào những thứ không còn cần thiết cho bạn. Nếu bạn có một món đồ mà bạn yêu thích nhưng bạn không còn sử dụng nó, bạn có thể tặng nó cho một người bạn hoặc từ thiện. Điều này sẽ giúp bạn loại bỏ vật phẩm khỏi cuộc sống của mình mà không cần phải vứt bỏ nó. Tóm lại, quy tắc 14 của Dokudo dạy chúng ta tầm quan trọng của việc không bám vào vật chất. Khi chúng ta thực hành điều này, chúng ta có thể sống một cuộc sống đơn giản và hạnh phúc hơn. 15. Tin tưởng vào bản thân và tránh những niềm tin mê tín. Musashi là cuộc hành trình hoặc cuộc hành hương của samurai chiến binh để cải thiện, tương tự như khái niệm Yuxia của Trung Quốc hoặc hiệp sĩ ở châu Âu thời Trung Cổ. Một chiến binh trẻ sẽ đi chu du liên tục, thực hành và rèn giũa kỹ năng của họ trong võ thuật mà không có sự bảo vệ của gia đình hoặc trường học của họ. Họ thường sống ngoài đồng và làm những công việc lặt vặt để tự duy trì cuộc sống. Trong quá trình đó họ phát triển kỷ luật và ý chí kiên cường. Đối với chiến binh lang thang đơn độc, cần phải có niềm tin vào bản thân và khả năng của mình. Để không do dự và nhất quán, hoàn toàn phù hợp trong suy nghĩ và hành động. Và trong khi Musashi là một học giả của Phật giáo, Tokitu giải thích rằng trong một thời kỳ mà hầu hết người Nhật bị chi phối bởi một số lượng lớn niềm tin mê tín,
Musashi đã dám từ bỏ chúng để cố gắng nhìn thế giới như nó vốn có. Trên cả mê tín, Musashi luôn coi trọng Heijoshin. Cựu vô địch UFC Conor McGregor nổi tiếng loại bỏ những mê tín và thói quen may mắn. Nghi lễ là một từ khác của nỗi sợ hãi, anh giải thích, mô tả cách các nghệ sĩ biểu diễn trở nên phụ thuộc và bị cản trở bởi những nghi thức và mê tín vô nghĩa. Thay vì xây dựng lòng tin, theo lời của võ sĩ, các nghi lễ chỉ là dấu hiệu của sự do dự, làm suy yếu niềm tin và khả năng tự lực của họ. Mối tương phản này với một cuộc khủng hoảng đức tin là hình ảnh thu nhỏ của quy tắc thứ 15 của Musashi. 16. Đừng quan tâm đến những cái bẫy thừa, chỉ quan tâm đến các công cụ của bạn. Musashi chỉ tìm thấy giá trị trong tính thực tiễn. Ngay cả những vũ khí Nhật Bản mà ông đã thành thạo, ngày nay vẫn nổi tiếng với tay nghề tuyệt vời và phẩm chất thẩm mỹ của chúng, không phải là vật sưu tầm. Chúng là những công cụ. Và giống như một thợ thủ công, Musashi tin rằng một chiến binh cần có những công cụ phù hợp và thành thạo trong việc sử dụng chúng. Nhưng một khi chúng vượt quá tuổi thọ hữu ích của chúng, Musashi đã loại bỏ chúng một cách không cảm xúc và tiếp tục. Musashi tin rằng một chiến binh cần tập trung vào những thứ quan trọng nhất và không bị phân tâm bởi những thứ không cần thiết. Những thứ dư thừa chỉ là một gánh nặng và có thể cản trở thành công. Điều này có thể áp dụng cho bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống. Ví dụ, một người có thể tập trung vào việc học tập và phát triển bản thân thay vì theo đuổi những thứ vật chất xa hoa. Hoặc một người có thể tập trung vào việc xây dựng các mối quan hệ có ý nghĩa thay vì theo đuổi những người không phù hợp. Khi chúng ta tập trung vào những thứ quan trọng nhất, chúng ta có thể đạt được thành công và hạnh phúc hơn. 17. Trong đạo đừng trốn tránh cái chết. Điều này đến từ một người đàn ông, theo Tokito, tuyên bố đã chiến đấu hơn 60 trận đấu tay đôi trước tuổi 30, trong đó hầu hết các đối thủ của anh ta đều tử trận. Ý tưởng này tràn ngập cuộc đời và các tác phẩm của Musashi xem quy tắc 8. Tokito mô tả Musashi đã nói ở trên là một cuộc hành trình trong đó một người đặt tính mạng của mình lên hàng đầu để đạt được tiến bộ trên con đường kiếm thuật. Musashi sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để theo đuổi sự tinh thông trong võ thuật và ngược lại, để làm chủ bản thân. Khả năng cái chết luôn hiện hữu chỉ làm cho những trải nghiệm sâu sắc hơn và những bài học ăn sâu hơn. Dù bạn theo đuổi điều gì, ngay cả khi cuộc sống của bạn không ở trên ranh giới như Musashi, thì việc nhớ đến sự hữu hạn của cuộc sống sẽ tạo ra cảm giác cấp bách, hiện diện và tham vọng. Điều này có nghĩa là chúng ta nên sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng của chúng ta, và chúng ta nên tận dụng tối đa thời gian chúng ta có. Chúng ta cũng nên đối mặt với những thử thách và khó khăn trong cuộc sống với sự can đảm và quyết tâm, vì chúng là cơ hội để chúng ta phát triển và trở nên mạnh mẽ hơn. Khi chúng ta sống theo cách này, chúng ta sẽ có thể đạt được mục tiêu của mình và sống một cuộc sống có ý nghĩa. 18. Đừng tìm kiếm của cải hay lãnh địa khi về già. Như chúng ta đã khám phá, trong những ngày cuối đời, Musashi đã cho đi những tài sản ít ỏi mà ông có cho bạn bè và gia đình. Sự viên mãn của ông đến từ việc ông suốt đời theo đuổi con đường, tinh thông võ thuật mà ông đã cống hiến cả đời mình. Sau sự nghiệp chiến đấu huyền thoại của mình, ông dành phần còn lại của cuộc đời mình không phải để tích lũy đất đai hay những thứ vô dụng, mà để dạy và đào tạo người khác và tinh luyện triết lý của mình. Musashi tin rằng một người nên dành thời gian của họ để theo đuổi những thứ có ý nghĩa, chứ không phải để tích lũy của cải vật chất. Ông cũng tin rằng một người nên sống một cuộc sống đơn giản và không cần nhiều thứ. Điều này có thể được áp dụng cho bất kỳ ai, bất kể tuổi tác. Khi chúng ta già đi, chúng ta có thể có ít thời gian và năng lượng hơn để theo đuổi những thứ xa hoa. Thay vào đó, chúng ta có thể tập trung vào việc tận hưởng những điều đơn giản trong cuộc sống, như dành thời gian cho gia đình và bạn bè, khám phá thiên nhiên và học hỏi những điều mới. Khi chúng ta sống theo cách này, chúng ta có thể sống một cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa cho đến cuối đời. 19. Kính Phật và các vị thần nhưng không xin gì. Đây không phải là cường điệu đối với Musashi. Như chúng ta đã học được từ giai thoại trong quy tắc 15, ông tôn trọng các vị thần và truyền thống, nhưng chỉ dựa vào chính mình. Ông đã vun đắp ý thức về quyền tự quyết của bản thân.
Và trong suốt cuộc đời phi thường của mình, niềm tin và khả năng tự lực của ông đã phục vụ ông rất tốt. 20. Hy sinh mạng sống của bạn trước khi hy sinh danh tiếng của bạn. Đồng đội Samurai Ishida Mitsuna từng nói, danh dự có thể không mang lại quyền lực, nhưng nó mang lại sự tôn trọng. Và sự tôn trọng tạo ra quyền lực. Tất nhiên, danh dự là một khái niệm được tôn kính đối với các chiến binh trong suốt lịch sử. Võ sĩ đạo Samurai. Quy tắc danh dự Laconic ở Sparta cổ đại, quy tắc của phương Tây ở biên giới nước Mỹ, đạo đức lấy cảm hứng từ khắc kỷ của quân đội La Mã, quy tắc hiệp sĩ của hiệp sĩ thời Trung cổ châu Âu, và nhiều hơn nữa. Đạo đức, đức hạnh và danh dự đã được mã hóa thành từng đặc tính. Thay vì lùi bước và hy sinh danh dự của mình, Musashi tuyên bố đã chiến đấu 61 trận tay đôi không thể đo đếm được, đạt được thành công gần như thần thoại. Vì đạo đức và di sản của mình, ông đã được phong thánh. Musashi hiện được coi là một Kenshi, một vị thánh kiếm của Nhật Bản. Điều này có nghĩa là chúng ta nên sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình hơn là làm điều gì đó khiến chúng ta mất danh dự. Danh dự là thứ mà chúng ta xây dựng trong suốt cuộc đời của mình, và nó là thứ mà chúng ta sẽ được nhớ đến sau khi chúng ta qua đời. Nếu chúng ta làm điều gì đó khiến chúng ta mất danh dự, chúng ta sẽ phải sống với hậu quả của nó trong nhiều năm tới. Vì vậy, chúng ta nên luôn hành động theo cách mà chúng ta có thể tự hào về bản thân và những người xung quanh chúng ta. Chúng ta nên sống một cuộc sống có đạo đức và danh dự, và chúng ta nên sẵn sàng hy sinh tất cả nếu cần thiết để bảo vệ danh tiếng của mình. 21. Không bao giờ đi lạc khỏi con đường chiến lược. Dù sứ mệnh của bạn là gì, dù bạn theo đuổi con đường, làm chủ lĩnh vực hoạt động của chính mình, công việc của cuộc đời hay một số mục tiêu phi thường khác, Musashi là người ủng hộ kỷ luật và sự tập trung có chủ ý, kiên định. Bạn sẽ bị cám dỗ bởi sự gắn bó, sự chú ý, sự xa hoa và hào nhoáng. Sẽ có sự nghi ngờ, sự nhiệt tình của bạn sẽ suy yếu, bạn sẽ đặt câu hỏi về con đường của mình. Nhưng đạo là hành trình không ngừng thăng tiến. Như Albert Camus đã từng viết, bản thân sự phấn đấu vươn tới những đỉnh cao cũng đủ lấp đầy trái tim con người. Không bao giờ đi lạc khỏi con đường. Tận hưởng hạnh phúc theo đuổi. Tìm niềm vui trong cuộc hành trình. Để trích dẫn một nhân vật vĩ đại khác theo cách riêng của mình, Ngài Winston Churchill. Mỗi ngày bạn có thể tiến bộ. Mỗi bước có thể đạt hiệu quả. Tuy nhiên, sẽ trải dài trước mắt bạn một con đường ngày càng dài, ngày càng thăng tiến, ngày càng hoàn thiện. Bạn biết bạn sẽ không bao giờ đi đến cuối cuộc hành trình. Nhưng điều này không hề làm nản lòng, mà chỉ làm tăng thêm niềm vui và vinh quang cho cuộc leo núi. Điều này có nghĩa là chúng ta nên kiên trì với mục tiêu của mình, ngay cả khi có những khó khăn và trở ngại. Chúng ta nên tập trung vào việc cải thiện bản thân và đạt được mục tiêu của mình, bất kể những gì người khác nói hay làm. Chúng ta cũng nên tận hưởng quá trình đạt được mục tiêu của mình và không chỉ tập trung vào kết quả cuối cùng. Khi chúng ta làm theo lời khuyên của Musashi và Churchill, chúng ta có thể đạt được bất cứ điều gì chúng ta đặt tâm trí vào. Và đó là những điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn về Dokodo. 21 quy tắc cho cuộc sống của Miyamoto Musashi. Đây không chỉ là một tập hợp các lời khuyên, mà là một hành trình tri thức và sự thấu hiểu về bản chất con người. Nếu bạn đã cảm thấy sự thấu hiểu và cảm xúc trong những tinh hoa triết học của Musashi, hãy chia sẻ ý kiến của bạn dưới phần bình luận và nhớ bấm like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung thú vị tiếp theo. Sao tỏa sáng cảm ơn các bạn đã dành thời gian cùng chúng tôi hôm nay. Hãy nhớ luôn áp dụng tri thức và triết lý này vào cuộc sống hàng ngày để trở thành phiên bản tốt hơn của chính bạn.